Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Media của Viện Đào tạo Công nghệ Thông tin NIT ICT Hà Nội. Như số vừa rồi thì chúng tôi đã chia sẻ cho các bạn đấy là về kinh nghiệm học Java như thế nào và giữa Java và PHP thì cái độ khó như thế nào. Và tiếp tục đồng hành với chúng ta ngày hôm nay, anh Mai Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghệ của Công ty Cổ phần Giải pháp Thịnh Hòa. Thì anh Hà ơi, thì anh đã làm rất nhiều dự án rồi. Bây giờ chúng ta vẫn nói tiếp tục về Java đi. Bởi vì khi nói về Java nói chung ấy, thì anh có thể chia sẻ cho các bạn biết là có những dự án, những loại dự án như thế nào mà có sự xuất hiện của Java. Một ý các bạn có thấy là các ứng dụng chỉ sẽ tập trung vào dự án chúng ta sử dụng từng nào. Nếu các bạn để ý thì các bạn có thể thấy Java là như là xuyên tất cả công tập. Vì vậy các bạn làm mobile thì chúng ta cũng có thể làm Java, làm web thì chúng ta cũng có thể làm Java, service chúng ta cũng làm được Java, viết được web service, các bài web service chúng ta có thể viết các cái luồng thấp hơn như là MySQL hoặc là MySQL Server hoặc là phần xử lý phân tích dữ liệu lớn thì chúng ta có Java. Tất nhiên bên cạnh Java đấy chúng ta có thể rất nhiều thứ khác để làm. Vì vậy thì gần như phần lớn các dự án chúng ta đều sử dụng Java. Tại vấn đề còn lại là dựa trên cái vì sao từ các cái bộ khung thiết kế của các web xem là ở đây làm cho công dùng có thể những gì. Như các bạn thấy vì sao ở đây có nói JavaScript đang dùng những lập trình rất phổ biến được sử dụng rất nhiều thì ngành của mình chúng ta có sự chủ động. Ví dụ ta các bạn thấy chúng ta chỉ dùng ba cái phổ biến PHP để làm ra các triệu khác thì chúng ta có tất cả những bằng ngôn ngữ chúng ta làm từ core bằng .NET, làm từ web script bằng .NET, giao diện chúng ta có bằng .NET. Vậy khi chuyển sang là làm PHP từ Java chúng ta tiếp tục phát triển lại. Như vậy thì giao diện sẽ có giao diện .NET từ PHP lại Java. Vậy thì gì xảy ra? Tự nhiên các cái tầng application cũng làm cũng hệ thị cũng là dùng chung chung của mạng và làm dùng các phần khác nhau thì có vẻ không là thì các bạn thấy giờ đang xuất hiện những cái dòng từ mới mà chúng ta sử dụng các mô hình bán npm thì tất cả từ application chúng ta đều làm được hệ thị thì chúng ta có thể sử dụng các cái tầng chung của JavaScript, chúng ta có thể dùng Bootstrap, dùng Node.js, dùng Angular hoặc là React.js để ra dựng những tầng giao diện. Sau đấy các tầng sử dụng dưới trên cả thứ lựa chọn bất kể những gì các em chúng ta có thể tham bằng bỏ nét và Java PHP và chia thành web service và thông qua các cơ chế xác thực các chế xử lý để từ tầng trên có xuống dưới tầng dưới sau từ dưới tầng dưới chúng ta bắt đầu xử lý xuống các tầng thấp hơn ở phía dưới. Vì như vậy thì khi chúng ta triển khai nguồn ra như thế thì bất kể chúng ta làm những gì thì ở tầng trên chúng ta cũng chỉ cần đội ngũ chúng ta đã triển khai web service chúng ta có thể xây dựng xong ở tầng dưới. Chưa nói đến sự hỗ trợ của các cái phương thức bây giờ thì việc sử dụng nó sẽ rất là dễ và bớt đi rất nhiều chi phí chúng ta, nếu chúng ta không cần duy trì các bạn làm cả một nét của chúng ta cả một chỉ để sử dụng tầng giao diện. Như vậy chúng ta phải tập trung vào các em để phục vụ em tầng trên thì chúng ta vẫn cần những kiến thức bên em nhưng mà nó sẽ không còn cái sự khoảng cách giữa ba người chúng ta nữa mà lúc đấy việc ba lại chúng ta đều có thể sử dụng các kiến thức của JavaScript để tập trung để chúng ta cùng làm tầng trên. Như vậy sẽ tận dụng lại và chúng ta bớt đi cả chi phí phát triển. Chưa nói sau này ví dụ chúng ta nên cho cả vấn đề app mobile. Như vậy từ app mobile chúng ta gọi service chúng ta vẫn qua cái kênh web service và chúng ta có thể sử dụng các công nghệ đặc thù cho từng máy thiết bị như là iPhone, Android và bạn có thể sử dụng các cái giải pháp của post platform vẫn là post JavaScript để chúng ta sử dụng ứng dụng và giao code trên các nền thiết bị di động khác nhau. Vậy như vậy chúng các bạn có thể thấy là ứng dụng giờ chúng chia làm rất nhiều tầng và tùy thuộc vào cái nhu cầu cũng như có thế mạnh tùy và tất nhiên các bạn cũng thấy là chúng ta có những đánh giá để ra chúng ta ứng dụng cho các dự án cũng như các tầng em sự ổn định và các cái bản thiết kế của bạn thì chúng ta tự chỉnh. Ngay bây giờ các bạn thấy các phần khác bạn sử dụng như thì chúng ta phải đối đến hoàn toàn các sử dụng các phần sử dụng hoặc các phần sử dụng và ta chia ra để các sự ứng dụng của tầng trên và các sự ứng dụng dễ dàng hơn thì các cái tầng của bạn cũng như phục vụ cho toàn bộ những triển khai và cloud và các sản phẩm thì nó sẽ được rất là tốt. Tại vì chúng ta đã biết rồi vì nói đến Java là nó xuất hiện gần như là khắp mọi nơi và cũng tùy theo cái việc là các bạn được ở cái tầng nào cũng chỉ như Thiên Hà thì bây giờ đang ở tầng 22 nhỉ. Và chúng tôi phải đùa một chút đây thôi, tức là nếu bạn nào mà muốn tham gia vào đội ngũ dự án về Java, về PHP, về Net vân vân cùng với cả anh Mai Văn Hà chẳng hạn thì các bạn có thể là ứng tuyển vào công ty của mình giải pháp Thiên Hà. Và hôm nay cũng rất là cảm ơn anh đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều kiến thức bổ ích.
và hy vọng là chúng ta sẽ được gặp lại trong những video sau. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.